trong phong thủy đá thạch anh là loại đá tốt nhất. Chúng mang lại hiệu quả trong việc trấn trạch và nhà không hợp hướng, giải xung giữa các phòng đối diện nhau, tẩy uế, cải thiện luồng khí được lưu thông trong không gian sống. Ngoài ra, đặt một quả cầu 12 mặt đá thạch anh trắng trong nhà giúp thu hút vượng khí, kích hoạt tài lộc, giúp công việc kinh doanh thịnh vượng, hóa giải xung đột và mâu thuẫn. Quả cầu 12 mặt đá thạch anh trắng mang trong mình linh khí và nguồn năng lượng dương thuần khiết. Vì có hình dạng đặc thù nên nó là vật phẩm phong thủy chứa một trong những dạng năng lượng đặc biệt có khả năng hội tụ hay khuếch đại năng lượng vũ trụ. Theo các nhà khoa học nghiên cứu về năng lượng và cảm xạ cho biết, đá thạch anh có khả năng cải thiện tần số năng lượng vô vi hiệu quả. Nhờ đó mà nó giúp điều hòa và cân bằng nguồn năng lượng ở những nơi đất xấu, nơi có nhiều âm khí hay tử khí. Ngoài ra, các tinh thể trong kết cấu của quả cầu 12 mặt đá thạch anh trắng khi đặt trong nhà còn có thể hỗ trợ khử sóng từ phát ra của điện thoại, máy tính, sóng Wi-Fi, qua đó giảm bớt bức xạ phát ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, quả cầu 12 mặt đá thạch anh trắng có khả năng áp chế nguồn năng lượng tiêu cực, trấn tà, xua đuổi vận khí xấu giúp gia chủ tư duy linh thông, tăng khả năng phân tích, xua tan nỗi sợ hãi. Rất thích hợp hỗ trợ người thiếu kiên nhẫn hoặc đang bị stress. Đường kính 19cm, chiều cao 18cm, mặt cạnh 12cm, màu sắc trắng, trọng lượng 9kg, đá thiên nhiên 100%. Để phát triển luồng khí tốt cho ngôi nhà cũng như tăng vượng khí cho các thành viên trong gia đình, phòng tránh được bệnh tật, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và trong cuộc sống thì hãy sở hữu ngay quả cầu 12 mặt đá thạch anh trắng với giá 9 triệu đồng. Đến với nhà sàn để được tham quan những vật phẩm phong thủy từ thô đến thành phẩm và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà nó mang lại. Hoàn tiền 100% nếu phát hiện vật phẩm không phải đá tự nhiên. Tặng ngay quả cầu phong thủy đá thạch anh trị giá 250.000 đồng khi mua quả cầu 12 mặt đá thạch anh trắng QC866 phong thủy. Đá chọn người, nếu bạn thấy thích và có duyên với vật phẩm phong thủy này thì hãy nhanh tay sở hữu nó nhé, vì nó chỉ có một. Hãy comment số điện thoại phía dưới và gọi ngay cho anh em nhà sàn. Nếu bạn yêu thích sản phẩm đá phong thủy tự nhiên của Việt Nam, hãy đăng ký kênh anh em nhà sàn. Chúc bạn ngày mới năng lượng, vui vẻ.